nhân dịp kỷ niệm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam 22 tháng 12. Đoàn công tác do Thiếu tướng Trương Thiên Tô, Phó Chính ủy Quân khu 5 làm trưởng đoàn và lãnh đạo Bộ Chỉ huy quân sự các ban ngành thành phố, quận, phường đã tổ chức đi thăm tặng quà mẹ Việt Nam anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, thương bệnh binh trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. Đoàn công tác đã đến thăm tặng quà ông Trần Việt Bắc tại phường Hòa Thuận Đông, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng, là thương binh hạng 1/4 bị thương trong quá trình chiến đấu tại chiến trường Campuchia. Thăm anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Đại tá Lê Hải Lý tham gia cách mạng năm 1950, bị thương hạng 1/4 khi chiến đấu tại mặt trận phía Nam. Tại nơi đến thăm, Thiếu tướng Trương Thiên Tô mong muốn các bác, các anh cố gắng giữ gìn sức khỏe, tiếp tục có những đóng góp kinh nghiệm thực tiễn trong quá trình thực hiện nhiệm vụ của lực lượng vũ trang của quân năm. Mẹ Việt Nam anh hùng Trịnh Thị Thìn năm nay đã 92 tuổi, sức khỏe yếu, đi lại khó khăn, phải có người giúp đỡ, chăm sóc. Mẹ là thương binh 3/4, có công với cách mạng, chồng và hai con đều là liệt sĩ hy sinh trong kháng chiến chống Mỹ. Tại gia đình mẹ Việt Nam anh hùng Trần Thị Lệ và thương binh 1/4 Nguyễn Thị Mỹ, lãnh đạo quân khu 5 và Bộ Chỉ huy quân sự thành phố động viên các mẹ, các chị sống vui, sống khỏe cùng với con cháu lúc tuổi già, đồng thời bày tỏ lòng tri ân trước những hy sinh, cống hiến của các mẹ và các anh hùng, thương bệnh binh, người có công đối với sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước.